Vào cuối thế kỷ 15, đầu thế kỷ 16, một sự kiện lịch sử quan trọng đã bắt đầu là sự xuất hiện của chủ nghĩa thực dân. Những nước châu Âu như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan và Anh đã bắt đầu tham gia vào các cuộc thám hiểm và khám phá vùng biển mới. Đông Nam Á là một khu vực giàu tài nguyên và vị trí địa lý quan trọng. Họ đã tìm kiếm tài nguyên quý giá như đá quý, vàng bạc và vùng đất để mở rộng thị trường. Chính điều này đã thúc đẩy họ tiến xa hơn và thiết lập được các thuộc địa ở Đông Nam Á. Tao nghĩ mình nên chiếm đóng những khu vực này. Không, khu vực này mình đã chiếm đóng rồi mà. Bây giờ còn Đông Nam Á là một đất nước giàu tài nguyên. Chúng mình nên chiếm đóng những khu vực này. Họ lấy đi quyền tự chủ các quốc gia bản địa và thiết lập sự thống trị dựa trên các quy định, luật lệ và hệ thống chính quyền của riêng họ. Những quy định kinh tế, chính trị và xã hội đều được kiểm soát bởi các nước thực dân. Anh đã mở rộng thị trường và ảnh hưởng của mình vào Đông Nam Á thông qua việc xâm lược và chiếm đóng các vùng đất như Burma hay nay còn gọi là Miến Điện và Mã Lai. Thấy gì thằng kia không? Bọn nào đó kìa. Đây. Người lên lấy thuế kìa. Ê, em đi tôi. Ê, lộn thuế đây. Đâu. Trả thuế đây, trả tiền đây. Ba, mẹ. Lẹ. Đau quá. Đỡ. Trả thuế. Đâu cướp tiền người Ấn Độ. Thằng này chưa đưa thuế, lẹ lên. Trả lấy tiền của tôi. Pháp đã chiếm đóng các vùng đất như Việt Nam, Campuchia và Lào. Các thuộc địa của Pháp ở Đông Nam Á đã bị áp đặt chế độ thực dân và thường bị cai trị bằng cách khai thác tài nguyên và lao động của người bản địa. Người đồ đây, cái thằng người bản địa. Giỏi. Ôi, có ngủ nữa. Lẹ. Xin lỗi. Lẹ. Ai nghe mấy nghe anh định cái này rồi mấy người đồ nhỏ. Nào đứa đấy. Ai da người đồ. Ê, khoan, còn thằng ở dưới nè. Còn cái thằng này nữa. Thằng giờ đây. Thằng giờ đây. Thằng giờ đây. Sao cái thằng này nó cứ không của mình vậy? Không, em đưa mà em đưa. Thằng xin kè. Mày có đưa không? Không đưa hả? Không đưa. Đưa không? Thằng xin kè hả? Em đưa hết. Em đưa hết. Hà Lan đã xâm chiếm Indonesia và thiết lập quyền thống trị trong thế kỷ 19. Ôi, mày nhìn kìa, bọn nó không làm việc gì hết vậy? Ôi, mình vô xem thử. Ok. Ôi, sao làm việc? Ủa sao mày không làm việc? Lẹ, làm đi. Làm ngay đi. Để lên mấy cái thằng này, trời ơi. Làm việc gì dở rồi. Trời ơi, không làm gì hết vậy? Ngồi lên bấm điện thoại. Trời ơi, không làm việc, một mày làm đi chứ. Làm đi. Đúng rồi, làm đi. Nghĩ sao không làm đứng yên vậy? Nhanh nhanh cái tay lên.
nghe chưa được không? Lao động này không thể không đột đâu. Cuộc kháng cự có thể thấy được rõ trong các sự kiện như cách mạng tháng 8 ở Việt Nam, kháng chiến của người Filipino chống Tây Ban Nha và Mỹ ở Philippines và nhiều cuộc kháng cự khác. Đất nước bây giờ đang ở bờ vực bị diệt vong. Ta không thể để đất nước mình bị cướp lấy như vậy. Bây giờ phải tìm cách để có thể xây dựng lại đất nước. Sẽ được phép cho tha với bên ngoài, nghe rõ chưa? Yeah! Các người đã nghe rõ lời của vua Rama chưa ạ? Còn không mau quỳ xuống cảm ơn. Chúng thần cảm ơn ngài rất nhiều ạ. Rama 4. Ủa bay, sao thằng này nghèo vậy? Giờ còn viết trên đất nữa. Đây, viết đi. Sao người lại ăn xin ở đây? Ta cho người cái vòng vàng này về và bán nó tự nuôi sống. Người ở đây, ồ biết. Ê, cho người nè. Tình hình hành chính lúc bấy giờ của nước Sim đang gặp một chút vấn đề, nên nhà vua đã học hỏi từ các nước phương Tây và cuối cùng đã có ra được một ý định sáng suốt. Chính phủ Sim ký các hiệp ước với nội dung đồng ý cắt một số vùng lãnh thổ thuộc ảnh hưởng của Sim ở Lào, Campuchia cho Pháp vào 1907 và ở Mã Lai cho Anh vào 1909 để bảo vệ nền độc lập của nước mình. Trước các mối đe dọa đối với nước mình, năm 1897, vua Ramanam đã tiến hành sang châu Âu để gặp gỡ các chính phủ Anh, Pháp, Đức, Nga để nhằm mục tiêu xóa bỏ các hiệp ước bất bình đẳng đã ký trước đó. Công tác giáo dục được nhà vua đặc biệt chú trọng và năm 1898, sau khi đi khảo sát nền giáo dục ở châu Âu, nhà vua đã cho công báo chương trình giáo dục đầu tiên ở Sim. Vậy các bạn có thắc mắc rằng tại sao Siem là nước duy nhất ở Đông Nam Á không trở thành thuộc địa của phương Tây không? Đó chính là nhờ những chính sách cải cách của Ramanam. Vua Ramanam với những chính sách cải cách toàn diện trên tất cả lĩnh vực từ học tập, chính trị, kinh tế, quân đội, giáo dục và xã hội. Những chính sách này cải cách của Siem đi theo hướng mở cửa. Chính cuộc cải cách này đã giúp Siem hòa nhập vào sự phát triển của chủ nghĩa tư bản thế giới. Ngon thì vào đây. Nhưng lợi dụng vào sự kiềm chế lẫn nhau giữa các nước tư bản để bảo vệ được nền độc lập và vị trí vùng đệm giữa các đế quốc Anh và Pháp. Lúc này khi Anh Pháp cãi nhau, Vương quốc Siêm chỉ chen lẫn ở giữa, tranh thủ cơ hội để được vừa bao bọc bởi hai nước mà không bị tấn công bởi các nước tư bản khác.
Cùng với đó, không thể bàn cãi rằng chính sách đối ngoại mềm dẻo của vua Ramanam gồm chủ động mở cửa ngoại giao với các nước trên thế giới và chia sẻ tài nguyên, tặng khoáng sản cho các nước gọi là nghèo. Cắt nhượng một số vùng đất phụ thuộc vốn là lãnh thổ của Campuchia, Lào, Mã Lai để giữ gìn chủ quyền của quốc gia. Tạo cho mình một cái tôn thật là lớn cho vương quốc Xiêm cũng như vua Ramanam dẫn đầu sự phát triển và lớn lên của vương quốc Xiêm. Bú 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 bú. Cảm ơn ngài. Thank you. Thank you.